bỏ đi không được đâu, chị không theo trend nổi đâu, tại vì bác sĩ nói chị làm quá đó, chị bị thoát vị cái đĩa ăn đĩa bay phải đâu. Em biết rồi chứ, mua em có nè, biết chứ, chứ đĩa trâu đâu bà nói mày. Không phải cái ba bà mày quá à, không biết gì hết. Đĩa trâu cái gì, chỉ mập mạp như vậy á, đĩa heo heo quá mày. Trời ơi các cưng á hả, đến như đây hả là đúng rồi, một cái duyên số chính xác. Tại vì sao? Tại vì shop đồ lót của chị hả là nhập khẩu từ các nước nổi tiếng về công nghệ đồ lót trên thế giới, ví dụ như ai răng ai khác ai cặp nó biết cưng. Ủa ai con đâu gì? Con má được cái con ai dọn mỏ cửa cho chị ơi, cho em hợp lớn xíu. Mà đi không hả? Phải là anh chửi đó. Thì em kẹo ở ngoài muốn chửi anh sát sao? Em biết đâu, em bán đồ lót em cứ mua về cho mình. Mày không phải bảo sản đó, mày khác mày mua cho em được đi. Sao cái cảnh mà tay là tay là sao? Mày có thầy hứa gì sao cái gì? Vậy à? Em hợp xong rồi. Cuối cùng sao nè? Em quyết định là mẹ mua hơn.